Em chào tất cả các bác nhá. Mấy em này oách xà lách quá các bác ha. Con nào em cũng thấy oách ý. Mỗi con một vẻ, nhìn mấy em này chất thật đấy. Thế là thành ra em lên luôn video cho các bác luôn. Hầu như những em này thì một phần là cũng là các bác ưng mình trả hàng thì mình làm những cái mẫu này cho các bác. Còn riêng đối với con Phát 3 năm gì này thì không cần phải nói nhiều rồi các bác. Riêng con Phát 3 năm này thì là hầu như hàng hôm nào cũng đi. Bởi vì thực sự con này mà để nói là dùng thì các bác cực kỳ thích dùng cái con 35 này. Cái dáng dùng, dáng nhìn của nó thì nó đã gọi là đẹp rồi, dáng đã đẹp rồi, khi cầm trên tay mình có cái độ đầm nhất định của nó các bác nhá. Đầu tiên này, đầu tiên giới thiệu với các bác là một em dao nhọn. Dòng này gọi là dòng hiện đại một tí, cho bác nào mà mình đi thường đi câu đi phượt mà nếu mà mình chặt gà chặt vịt nhẹ nhàng thì mình tham khảo sang con này cho em. Bởi vì hiện tại con này nó đang sử dụng là dòng vòng bi nhưng mà nó chỉ dày 3 ly thôi các bác nhá. Giới thiệu với các bác hai em mỏng mỏng dày khoảng 3 ly, bình thường em sẽ chơi 5 ly ấy. Nhưng mà nếu mà khách yêu cầu là 3 ly thì em vẫn làm 3 ly cho tất cả các bác thôi. Cán là cán gân, các bác thấy không ạ? Cán con này là cán gân như thế này. Cầm mình có cái độ tì tay rất là êm tay nhất định. Đánh nhám hai mặt này như cho như này cho tất cả các bác luôn. Những cái điểm như thế này thì làm cực kỳ là cẩn thận các bác. Mình có thể chặt được mức độ là gà vịt cho em nhé. Gà vịt, cây củi, cây cành nhỏ nhẹ vừa phải thì các bác cứ chặt cây này cho em. Nặng thì không nặng đâu, cây này nó rất là nhẹ thôi. Lưỡi nó rơi vào là 17 các bác. Bản rộng phần rộng nhất rơi vào khoảng 3,3 như thế này cho em. 3,3 ở đoạn rộng nhất như này. Lưỡi này là rơi vào 17 các bác nhé. Đấy. Cán thì nó sẽ rơi vào khoảng là 10, 11 như thế này. Đến là con thứ hai, dòng con này cũng là dày 3 ly, dòng nhám hai mặt này. Bác nào thích hệ nhỏ nhẹ 3 ly thì mình tham khảo những cái video này cho em. Bình thường ấy, con này em sẽ làm là 5 ly đúng không ạ? Thì hôm nay làm 3 ly cho các bác, lên hình cho bác tham khảo. Bác nào thích cái dòng 3 ly như thế này thì mình bảo em nhá. Lưỡi vẫn là 21 thôi, bản rộng rơi vào là gần bản 4 này. Độ dày sống lưng là 3 ly, cá là cán ốp này. Hai tầng gỗ các bác nhá, một tầng gỗ mun, một tầng gỗ cẩm chỉ và một tầng gỗ mun. Em này hiện tại mình đang là nhám hai mặt. Thì bác nào thích cái dòng nhám hai mặt như thế này thì mình tham khảo giúp em. Em này em vẫn để là 3,350, còn em này là 3,30 các bác nhá. Còn đến em này nhìn rất chiến, em này rất là chất, nhìn rất là chiến luôn các bác ạ. Em này rất là chất, nhìn rất là chiến luôn các bác nhá. Dày thì là nó rơi vào còn khoảng 3 ly như thế này các bác ạ. Dày thì chỗ này móp mài móp vào nó còn khoảng 2 ly rưỡi như thế này thôi. Đấy, nhưng mà chỗ này thì nó dày vào khoảng 5 ly. Nên khi mà mình cầm ấy, mình có độ đầm và chắc tay nhất định. Nói chung là khi mà mình cầm ấy thì cũng rất là chắc khỏe. Bởi vì là nó dày 5 ly nhưng mà mình đã mài móp đi rồi, thành ra là nó không quá là nặng nữa các bác ạ. Cầm con này thì chặt bao phê cho em nha. Đấy, có những cái điểm gờ như thế này này. Nói chung là rất là xinh. Con này thì dáng là nó chất chơi. Con này em để cho tất cả các bác là chỉ có 460 thôi. Giá để trước rồi giờ cho các bác chỉ có 460 thôi. Mà cái cán này thì quá đẹp các bác nhá. Ốp đồng nguyên miếng như thế này cho em. Những cái chỗ này mình ốp đồng nguyên miếng cho em. Lưỡi như này đến đây là 30 này. Cán rơi vào là 12 này. Đấy, những cái chỗ này gọi là tạo lỗ đặc điểm nhấn cho bác mình treo hàng này, treo hàng này, em buộc cái dây vào đây cho em. Thì nhìn quá là chất luôn, nhìn nó như hàng đắt tiền kiểu mấy triệu luôn đấy các bạn. Nhìn sướng lắm, em thích con này. Đấy, còn là con Fury này, đợt trước có lên một lần nhá. Đợt trước có lên một lần, có thể là trong cái video đấy em nói không được kỹ con này, nên là trong cái video em vừa lên hôm đầu tiên nhất thì chưa được các bác đặt hàng. Tuy nhiên sau đấy vì một cái duyên nào đấy mà nhiều bác mình xem được cái con hàng này hơn. Và mình lại tiếp tục đặt những cái mẫu như thế này. Thành ra là em lại làm để trả hàng cho tất cả các bác. Ở phần đầu này là dòng mun này. Mun này nó cực kỳ đen luôn. Gỗ sau là cẩm chỉ có lỗ ở đuôi dao như thế này. Lưỡi em này rơi là 33 các bác nhá. Lưỡi rơi là 33. Em này thì dòng Kuri nhìn nó quá chiến rồi. Dáng của nó quá đẹp các bác nhá. Nếu mình có thể chặt đi rừng tốt này. Đi rừng thì mình chặt thoải mái cho em. Cây củi to mắt che giả. Bác nào thích trứng treo thì mình mang về trứng treo cũng được. Bởi vì con này nhìn dáng của nó thì gọi là hơi bị chất. Con này là hơi bị chất luôn các bác nhá. Đấy. Thì là con này em cũng để cho tất cả các bác là 460. Đấy, qua mã. Qua mã các bác nhá. Đến là em cứ để số thứ tự là mã 1, mã 2, mã 3, mã 4. Đến mã 5 con chặt phát. Bền rẻ đẹp, dáng đẹp này của cho em ạ. Con phát chuyên phát chặt này của em là lưỡi hiện tại đây là nó rơi vào 35, cán rơi vào là 12 các bác ạ. Đây có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này. Các bác ơi, con này mà không dùng để chặt phát thì dùng con nào? Các bác mang đi theo con này cũng vào vừa phải, thao tác được nhiều mà dáng nó là vừa đẹp các bác nhá. Dáng nó là vừa đẹp thì các bác không phải lăn tăn về cái dáng của con này luôn ấy. Đấy. Thì con này em để cho tất cả các bác chỉ có giá là 420 thôi. Trước giờ em bán vẫn là để 420 mà. Còn nếu mà mình hay đi rừng, mình thích chơi một em rìu hoặc là để treo một em rìu thì mình tham khảo em rìu như thế này cho em là quá chất các bác ạ. Một em rìu như thế này nữa là đủ đầy đủ chất lượng, đủ bộ combo. Em này là rìu trục lắp, 100% rìu trục lắp nhá. Em lên video rìu trục lắp nhiều các bác biết rồi. Là cái rìu trục lắp nó sẽ khác với cái rìu bình thường nó ở chỗ nào, và cái rìu trục lắp là làm từ cái trục lắp như thế nào, xịn sò. Trục lắp chuẩn của ngày xưa các bác. Chuẩn trục lắp ngày xưa, cái trục lắp nó to hơn mình mới đập ra như này thì mình mới có cái giá đấy thôi, chứ mình không phải là dòng rìu mà
gọi là làm từ nhà máy ra đâu các bạn ạ. Đấy, cán là cán gỗ mun, cả lưỡi cả cán thì dễ rơi vào là 580. Các bác có thể mua lưỡi thôi, về mình tự tra cán cũng được các bác nhá. Cảm ơn các bác mình đã xem cái video ngày hôm nay của em này. Em có những cái video mà dao bếp này, dao đi rừng có vỏ khác nữa, thì các bác đăng ký kênh và xem video của anh em thợ rèn dao Phúc Sen HD trên Cao Bằng các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác ạ.